Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần tại Hoa Kỳ các bạn. Bây giờ là khoảng 8 giờ tối tại Cali. Ở Việt Nam các bạn đã bước qua ngày thứ ba rồi. Và wow các bạn, những bạn nào mà theo dõi giá cả thì cũng đã thấy hôm nay sôi động như thế nào rồi. Giá của Bitcoin đó, các bạn thấy bây giờ là xoay quanh cái mức là 47.000 đô các bạn. Chúng ta đã thấy giá Bitcoin lên cái mức là khoảng chừng 47.300 đô ngày hôm nay. Hiện bây giờ chúng ta một lần nữa lại chuẩn bị chạm 47.000 đô. Thì chuyện gì đã xảy ra các bạn? Phần lớn đó chính là tin tức liên quan tới Bitcoin Spot ETF mà thường sẽ chia sẻ trong video này. Thuận đã chia sẻ những thông tin này trên mạng xã hội rồi và cũng có một số những cái thông tin mới hơn. Nhưng mà Thuận sẽ cố gắng tập hợp lại tất cả những tin tức để mà chia sẻ với các bạn một cách no lo trực nhất để các bạn có thể nắm bắt được tình hình hiện bây giờ là như thế nào. Nhưng mà chúng ta cũng đã thấy là giá đã phản ứng rất là tốt thì nghĩa là những thông tin ngày hôm nay đã chủ yếu là rất tốt cho sự tiến triển của Bitcoin Spot ETF các bạn. Và ngày hôm nay đó là không chỉ riêng là chúng ta thấy thị trường crypto sôi động mà chúng ta cũng thấy là quỹ GBTC giao dịch trên sàn chứng khoán cũng rất sôi động ngày hôm nay các bạn. Cái volume giao dịch đã lên tới 431 triệu đô la các bạn. Có nghĩa là gần phân nửa tỷ đô la giao dịch chỉ ngày hôm nay mà thôi. Và các bạn cũng đã biết là cái quỹ GBTC này đang chờ đợi để mà chuyển thành quỹ Grayscale Spot ETF. Thì nếu như mà chúng ta nhìn vào cái khối lượng giao dịch ngày hôm nay cái khối lượng giao dịch này để các bạn hiểu rõ hơn đó thì khi mà so sánh với những cái ETF trên thị trường hiện tại là có khoảng chừng là hơn 3.000 ETF. Cái khối lượng giao dịch này là cao hơn 99% của tất cả ETF ở ngoài kia các bạn. Các bạn có nghĩ đây thì chứng khoán Hoa Kỳ lớn như thế nào? 99% của ETF giao dịch cái khối lượng thấp hơn GBTC ngày hôm nay cho các bạn thấy được là cái sự hứng thú đối với lại Bitcoin Spot ETF đang tăng cao như thế nào Tại vì bây giờ mọi người giao dịch GBTC chờ đợi để có Bitcoin Spot ETF các bạn Nếu như chúng ta có Bitcoin Spot ETF ngày hôm nay thì chỉ tính riêng Scale thôi để giao dịch volume đã cao như vậy rồi Thì cứ nghĩ nếu như chúng ta có hàng loạt những quỹ Bitcoin Spot ETF bắt đầu giao dịch thì volume nó cao cỡ nào cái này là một cái thông tin cho các bạn có thể nhìn thấy được là cái sự hứng thú đến từ forward đang cao như thế nào liên quan đến Bitcoin Spot ETF. Và cái mức giá hiện bây giờ các bạn thấy là gần 47.000 đô thì cái mức này các bạn có nhớ là chúng ta bắt đầu chung mình giá account demo rồi khi nào hay không? Đó chính là vào tháng 4 của năm 2022. Lúc đó giá Bitcoin đó là khoảng 46.000 đô. Chúng ta bây giờ đã trở về cái mức và còn cao hơn ngay cả lúc mà chúng ta bắt đầu chung mình giá hồi tháng 4 của năm 2022. Cái mức giá này chúng ta coi như đã xóa đi Đi tất cả những thứ như là FTX sụp đổ, chúng ta cũng đã xóa đi những thứ như là Voyager, Celsius, BlockFi những công ty đó sụp đổ là sau tháng 4 của năm 2022 và thương nhớ cái này nên nó cũng trước khi mà chúng ta có sự sụp đổ của Luna UST thì các bạn cũng đã thấy được là giá đã trả trở về và xóa hết đi những cái thời điểm cực kỳ ảm đạm và đen tối đó các bạn và cho dù thị trường này đã có nhiều khuyết điểm các bạn nhưng mà chúng ta có thể thấy được thị trường này đã cực kỳ bền vững và có thể vượt qua được biết bao nhiêu là dòng bão. Chúng ta nói tới dòng bão của năm 2022, ao à, à kéo tới các bạn, chúng ta cũng nói tới năm 2018 khi mà nhiều quốc gia đã đưa ra cái thông báo là họ coi định cấm thị trường crypto này, thị trường crypto vẫn có sự hồi phục. Chúng ta trở về năm 2013-14 các bạn khi mà chúng ta có những sự kiện như là Mao góc thị trường cũng đã hồi phục lại các bạn nói chung đó, thì thị trường này có thể tiếp tục sống và tiếp tục phát triển cho dù là có bao nhiêu dòng bão đây cũng là một trong những dẫn chứng cho các bạn thấy là thị trường này đó nó có cái sự bền bỉ như thế nào cho nên nếu như mà chỉ nói đơn giản đó đây là một thị trường đầu cơ hay là một bong bóng tài chính hay là một game tài chính cái đó, đó nó chỉ đúng một phần nhỏ mà thôi các bạn khi mà chúng ta nhìn kỹ hơn thị trường này nó lớn hơn rất là nhiều nếu như mà đây là một thị trường chỉ đơn giản như vậy thì nó đã bị tiêu diệt từ lâu rồi vẫn sống cho nên ngày hôm nay tại vì thị trường này thật sự có những hordle lừa chúng ta thường hay nói chưa hordle lừa nhưng mà thị trường này thật sự có những hordle lừa họ sẽ đồ bất chấp các bạn cho nên thị trường này vẫn tiếp tục tiến tới tại vì thật sự là có rất nhiều người đặt rất nhiều lòng tin vào trong thị trường crypto này. Và chúng ta nhìn vào thị trường altcoin đi các bạn thì hồi sáng này đã có một số bạn cũng lo lắng nó là wow, Bitcoin tăng trưởng thì giống như là Bitcoin hút hết vốn của altcoin đây cũng là một khả năng các bạn. Nhưng mà tới cuối cùng đó thì bây giờ các bạn thấy là altcoin cũng đã có nhiều màu xanh rồi. Chúng ta nhìn thấy trên màn hình có rất nhiều màu xanh luôn và chúng ta có thể nhìn thấy được là Bitcoin ngày hôm nay dựa theo con Jack gold thì tăng khoảng chừng là 7.6 Ethereum là khoảng 5% nhưng mà chúng ta cũng thấy nhiều altcoin như là Solana cũng đã trở lại và hơn 100 đô la Nói chung thì altcoin cũng đã bắt đầu có cái sự di chuyển và tăng lên và tổng số vốn hóa các bạn đã nhìn thấy được ngày hôm nay đã tăng tới 7%. Chúng ta đã qua là 1,8 nghìn tỷ rồi các bạn và tất cả mọi người đều đang chú tâm đến đó chính là thông tin liên quan tới Bitcoin Smart ETF. Ngày hôm nay chúng ta có thông báo chính thức hay chưa thì câu trả lời là chưa các bạn chúng ta vẫn chờ đợi cho đến thứ tư của tuần này sẽ có thông báo chính thức nhưng mà ngày hôm nay có rất nhiều động tĩnh vẫn hướng về là chúng ta sắp sửa có cái sự chấp thuận đến từ SEC và chúng ta còn đã biết là SEC có kỳ hạn là 8 giờ sáng ngày hôm nay thì tất cả những công ty nào mà chưa có chỉnh du giấy tờ thì có thể nạp trước khi mà họ bắt đầu mở giờ hành chánh ngày hôm nay là 8 giờ sáng thì đương nhiên cái đó bây giờ đã qua rồi các bạn thì uh, chúng ta đã thấy được là những gì mà đã được nạp ngày hôm nay đó thì cho thấy được là Grayscale, Ark Invest, BlackRock, Bitwise, Vanek Wisdom Tree, Invesco Fidelity, Valkyrie và Franklin, tất cả những quỹ này đã sẵn sàng chỉnh chu giấy tờ rồi các bạn, chỉ chờ đợi một cái sự chấp thuận đến từ SEC là họ có thể giao dịch sớm nhất là một ngày sau đó khi mà được chấp thuận. Giả sử như là họ được chấp thuận vào ngày thứ tư thì họ có thể bắt đầu giao dịch là vào ngày thứ năm các bạn. Thì chúng ta cũng khá là quen thuộc với những công ty này rồi nhưng mà có một cái tên các bạn sẽ thấy là không có trong danh sách này đó chính là Hashdex các bạn. Hashdex cũng là một công ty mà họ cũng đã bắt đầu phát hành những cái quảng cáo trên TV rồi Thì tại sao Họ lại chưa có Chỉnh chu giấy tờ Có phải họ sẽ bị bỏ lại Phía sau hay là không Thì giữa thập Bloomberg Thì một điều Mà chúng ta nên nhớ là Hashtag là một cái đơn nó khác với là những cái công ty còn lại tại vì Hasdex là một cái công ty mà hiện bây giờ họ đang có sẵn một cái quỹ Bitcoin Futures ETF như là đây là một cái quỹ ETF mà dựa theo hợp đồng tương lai của Bitcoin trên sàn CME chứ không phải là Spot ETF bây giờ họ đang chờ đợi để được chuyển cái quỹ đó thành Bitcoin Spot ETF cho nên nó khác một chút cho nên khả năng đó là Hasdex cũng sẽ sẵn sàng nhưng mà họ sẽ đi một con đường khác chúng ta vẫn tiếp tục chờ đợi thông tin thì có phải là bây giờ chúng ta chỉ duy nhất chờ đợi SEC ổn định hay là không? thì còn một cái thông tin mới hơn nữa tôi sẽ chia sẻ với các bạn. tại vì chúng ta thấy được là hồi sáng này đó thì tất cả những công ty họ đều công bố cái phí rồi. tuần như rồi chúng ta cũng đã biết là một số công ty như là Fidelity, Valkyrie đã lên tiếng và họ đã công bố cái phí. và tuần như rồi chúng ta thấy được là Fidelity là công ty mà có phí thấp nhất là 0.39% mỗi một năm. cái cột phí nghĩa là phí này đó thì có nghĩa là chúng ta thấy bao nhiêu tiền được quản lý thì mỗi một năm nếu mà chúng ta lấy Fidelity làm ví dụ thì mỗi một năm Fidelity sẽ lấy 0.39% của tổng số tiền họ quản lý là cái phí của họ để vận hành cái quỹ này. Thì các bạn có thể thấy được con số này nó không hề nhỏ đâu, phần trăm thấy ít. Nhưng mà chúng ta nên hiểu là những cái quỹ này nó, họ có thể có tới là mấy chục tỷ đô la, có thể lên tới hàng trăm tỷ đô la cho nên con số không hề nhỏ. Nhưng mà ngày hôm nay đã, chúng ta đã thấy một cuộc chiến đã xảy ra đó chính là cuộc chiến liên quan đến phí các bạn chúng ta đã thấy được là bây giờ có rất nhiều những quỹ khác đó nó còn hấp dẫn hơn cả phải đeo đi chúng ta đã thấy là có hai cuộc chiến thứ nhất là cuộc chiến liên quan tới quảng cáo thứ nhì là cuộc chiến liên quan tới cái phí là bao nhiêu thì chúng ta cũng đã thấy được là có những công ty đó cái phí cực kỳ hấp dẫn chúng ta đã có công ty blackrock các bạn cuối cùng chúng tôi cũng đã biết là blackrock như là iShare đó thì họ đã ra thông báo là họ sẽ tính cái phí là 0.2 phần trăm trong vòng một năm đầu tiên hoặc là 5 tỷ đô la đầu tiên các bạn và sau đó họ sẽ tính là 0.3% mỗi năm sau đó nhưng mà ngược lại chúng ta đã thấy là có những công ty như là Bitwise thì họ sẽ tính là 0% 6 tháng đầu tiên hay là 1 tỷ đô la đầu tiên sau đó đó thì họ sẽ tính là 0.24% nghĩa là nếu như mà cái quỹ này quản lý 1 tỷ đô la hoặc là trong 6 tháng đầu thì họ sẽ không tính phí luôn bắt đầu những con số xa 1 tỷ đô la họ sẽ tính cho phí là 0.24% và Ark Invest các bạn thấy được là cũng là 0% 6 tháng đầu hay là 1 tỷ đô đầu tiên là 0%, còn lại sau đó là 0.25%. Nói chung thì các bạn thấy là cuộc chiến này đang cực kỳ gắt gao hiện tại. Vanex cũng đã ra quyết định là chỉ tính phí có 0.25% mà thôi. Và tuy Vanex không phải là cái phí thấp nhất hiện bây giờ, tại vì thấp nhất hiện bây giờ thường cảm thấy là Bitwise và Ark là hai cái công ty mà có phí thấp nhất hiện bây giờ tại vì họ có ưu đãi 0% cho những tháng đầu tiên. Nhưng mà Vanex thì cũng không quên nhắc nhở mọi người là công ty Vanex là một công ty mà không chỉ riêng là họ chỉ muốn tham tham gia vào thị trường tài chính để mà trục lợi từ Bitcoin mà họ sẽ quyên góp 5% lợi nhuận vào Bitcoin Core Developers để có thể tiếp tục phát triển và ủng hộ mạng lưới Bitcoin. Nó thật chứ bây giờ đó thấy những công ty phố yêu mến Bitcoin thường cũng chưa quen lắm nữa các bạn. Tại vì 15 năm qua chúng ta đã quen bị phố war dù dập thị trường này như thế nào rồi. Bây giờ đó họ không những là không nói xấu của ủng hộ nữa thì thật sự cũng không quen lắm đâu. Nói chung thì các bạn thấy là không có gì mãi mãi ngoài trừ lợi ích mà thôi. Nhưng mà chúng ta trở lại với cái danh sách này đi thì các bạn đã thấy là công ty BlackRock đó thì họ muốn 0.2% rồi sau đó là 0 3% sau khi mà qua 1 năm hay là qua 5 tỷ đô la đầu tiên thì cái này nó cũng rất là hấp dẫn các bạn tại vì những công ty kia đó giống như Ark Invest và Bitwise thì họ có 0% 6 tháng đầu nhưng mà BlackRock thì có 0.2% 12 tháng đầu và BlackRock là công ty mà nhiều người tin tưởng hơn các bạn tại vì iShare là một cái quỹ rất là lớn và người ta tin tưởng thương hiệu BlackRock hơn cho nên có thể vì lý do đó họ có thể là tính cao một chút nhưng mà nói chung những cái phí này đã thấp hơn nhiều so với tuần vừa rồi khi mà chúng ta nói tới Fidelity 0.39, Valkyrie 0.8, Hasdex 0.9% có nhiều người nói à, là thật ra đó người ta đầu tư thì người ta sẽ đầu tư dài hạn cho nên rất nhiều những cái người tư vấn đầu tư họ không có quan tâm nhiều đến cái cột waiver details nghĩa là cái cột mà sẽ có ưu đại bao nhiêu thời gian đâu tại vì họ sẽ tính đầu tư dài hạn hơn cho nên cái này nó cũng không phải là một cái lý do khiến họ quyết định đâu họ sẽ quan tâm đến cái con số thực sự mỗi năm là bao nhiêu và cái độ an toàn họ nghĩ cái quỹ đó là bao nhiêu nhưng mà có một cái quỹ nó hầu như không phù hợp luôn các bạn đó chính là GBTC nghĩa là Grayscale Bitcoin Trust họ đã công bố cái phí của họ là tới 1.5% là các bạn 1.5% con số cực kỳ kinh khủng khi mà chúng ta so sánh với lại những cái phần trăm còn lại vì làm sao mà họ làm ăn được các bạn cứ nghĩ đi ai mà muốn trả 1.5% trong khi các bạn có thể là mua cái tương tự từ BlackRock chỉ có 0.3% một năm mà thôi mà Grayscale tính tới 1 5 trăm thì nhiều người đó có giả thuyết cho là đây là cái bước ban đầu mà thôi trên căn bản đó khi mà bắt đầu giao dịch thì Grayscale cũng không cần phải cạnh tranh gì đâu tại vì họ đã có sẵn tiền trong quỹ Grayscale Bitcoin Trust rồi các bạn nên biết quỹ đây là một quỹ mà có rất nhiều Bitcoin hiện tại và họ đang quản lý tổng cộng tới 27 tỷ đô la ở thời điểm này thì có đây họ nghĩ là khi bắt đầu cũng không cần cạnh tranh Họ cứ tiếp tục tính cái phí là 1.5% rồi sau này mới giảm xuống Nhưng mà thường cảm thấy đây cũng không phải hay là một cái chiến lược tốt đâu các bạn Tại vì khi bắt đầu rồi đó thì người ta cũng sẽ có thể nhanh chóng chuyển qua những cái quỹ khác có cái phí thấp hơn Cái này là quyết định của Rescale mà thôi Và Rescale đương nhiên là có thể điều chỉnh cái phí này khi nào mà họ muốn Cho nên chúng ta cũng chưa chắc đây là cái phí cuối cùng đâu Nhưng mà cuộc chiến phí giao dịch đang diễn ra kịch liệt hiện tại Và đáng lý đâu là tất cả những văn bản nộp hồi sáng này coi như là và cuối cùng và kết thúc rồi các bạn và SEC cũng đã nói tuần vừa rồi là họ không còn bất cứ câu hỏi nào nữa nhưng mà sau khi mà có nhiều cái sự điều chỉnh và nhiều công ty có cái phí thấp như vậy đó thì SEC lại có một số câu hỏi thường sẽ chia sẻ thêm với các bạn có đáng lo ngại hay không có bị chi hoãn hay không chúng ta sẽ nói tới một lát nữa nhưng mà tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn chúng ta đã thấy được là trên trang web của SEC đó thì à, mọi người đã bắt đầu thấy cái văn bản nộp những sàn giao dịch tuần vừa rồi đã bắt đầu xuất hiện trên trang web của SEC các bạn đã nhớ là tuần vừa rồi đó ngày thứ sáu có hàng loạt những cái công ty đã nộp đơn lên trên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ và các bạn thấy được những cái đơn đó bây giờ đã xuất hiện ở trên trang web chính thức của SEC rồi. Điều này nghĩa là gì các bạn? Đây chỉ là một cái văn bản thủ tục hành chính mà thôi để cho khi mà được thông qua rồi họ sẽ được nhanh chóng giao dịch trên những cái sàn như là New York Stock Exchange, Nasdaq vân vân thì các bạn đã thấy được là cập nhật đó, thì các đơn đăng ký mà chứng khoán Bitcoin Spot ETF với các sàn tuần vừa rồi đang được tải lên trên trang web của SEC. Mọi thứ vẫn đang từng bước từng bước đến gần Gary Gensler rồi thì thầm vào lỗ tay ông. Đừng chống cự nữa, hãy thả lỏng đi. Mọi thứ vẫn đang diễn ra như là trình tự thôi các bạn Và chúng ta cũng có một cái thông tin Mã chứng khoán của Vanac cũng đã được niêm yết Ở trên trang DTCC Đây là cái công ty mà giúp để mà giải quyết những cái giao dịch Khi mà được thông qua và bắt đầu giao dịch trên sàn chứng khoán Thì cái này cũng không gì gọi là quá đặc biệt đâu các bạn Chúng ta cũng đã thấy là có nhiều những cái mã chứng khoán trước đây cũng đã được list trên DTCC rồi như là BlackRock, như là ARK Invest. Nói chung nó thì VanEx cũng đã chảy rồi nhưng mà họ cũng đã có xuất hiện ngày hôm nay trên trang web DTCC. Và các bạn thấy được là đây là mã chứng khoán mà thường cực kỳ yêu thích các bạn đó chính là HODL. <laughs> Và nhiều bạn có nhớ là những cái mã chứng khoán còn lại mà thường thích đó, đó chính là chúng ta có FBTC các bạn. cũng phải theo đi. Và chúng ta có một cái khác nữa đó chính là Valkyrie các bạn. Bro. <laughs> -r -r. Giống như là in tiền các bạn. Bro. <laughs> nhưng mà nào mà theo dõi tin tức thì có thể các bạn đã biết là chỉ có hai cái đài quan tâm và chia sẻ cực kỳ nhiều thông tin liên quan tới bitcoin smart etf đó chính là thứ nhất là bloomberg thứ nhì đó chính là Fork Business News và tuần vừa rồi đó chúng ta bắt đầu thấy một số những cái công ty khác cũng quan tâm và đưa tin về Bitcoin Spot ETF chúng ta đã nói tới là Investing.com và chúng ta đã nói tới một cái nữa đó chính là TechCrunch và thậm chí chúng ta cũng đã thấy là có nhiều người nổi tiếng bắt đầu cũng đã bình luận về Bitcoin Spot ETF và hôm nay đây chúng ta đã nghe bình luận đến từ hai người các bạn thứ nhất đó chính là Jay Clayton thì Jay Clayton là một trong những người mà các bạn cũng khá quen thuộc rồi đây là cựu chủ tịch của SEC tiền nhiệm của Gary Gensler thời của cựu tổng thống Donald Trump thì khi được phỏng vấn đó, nói chung đề tài được hỏi tới nó chính là Bitcoin Spot ETF được thông qua hay là không thì sau khi mà trả lời dòng do một hồi đó thì cựu chủ tịch Jay Clayton đã nói là yes Tôi nghĩ Bitcoin Spot ETF sẽ được thông qua SEC không còn gì để đắn đo nữa nghĩa là ngay cả cựu chủ tịch SEC Jay Clayton cũng nói là đã đến lúc phải cho Bitcoin Spot ETF thông qua rồi. Và chúng ta cũng thấy là Kate Rooney của đài CNBC cũng đã chia sẻ là có hai nguồn tin đáng tin cậy để cho chúng tôi biết là Bitcoin Spot ETF sẽ được phê duyệt vào ngày thứ tư tại Hoa Kỳ và sẽ bắt đầu giao dịch trong tuần này. Và ngay sau đó, chúng ta lại thấy Gary Gensler, chính Gary Gensler các bạn đã chia sẻ một cái bài tweet ở trên X và Jay Cancel đã, đã nêu ra ba điều các bạn nói chung đó, thì ông đã chia sẻ về ba rủi ro cần lưu ý khi mà đầu tư vào crypto cũng không có gì mấy mẻ các bạn. Điều đầu tiên ông nói đến đó chính là có nhiều crypto đã chứng khoán chưa đăng ký. đương nhiên đây là quan điểm của SEC đã có từ lâu rồi. Thứ nhì, Jay Cancel nói là thị trường crypto rất biến động đương nhiên rồi các bạn cái này cũng không gì gọi là mới lạ hết và thứ ba thị trường crypto có nhiều lừa đảo thì ba cái cảnh báo này là ba cảnh báo mà chúng ta cũng đã hiểu và cũng đã nghe rất nhiều lần rồi cho nên những cái mà được chia sẻ ngày hôm nay bởi Gary ca cũng không gì gọi là quá bất ngờ hay đặc biệt chỉ là cái thời điểm chia sẻ nó hơi đặc biệt mà thôi tại vì mọi người đang trông chờ thông tin đến từ SEC và đương nhiên rất nhiều người họ để ý đến cái Twitter của Gary Chancellor và SEC coi coi có thông tin gì mới hay là không và Gale Chancellor đương nhiên biết điều đó các bạn, đây là một những cái chủ tịch SEC mà cực kỳ thích mạng xã hội. Jay Gensler chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội và thậm chí các bạn thấy được là có những cái video rất là kỳ công các bạn. Ông làm những video chia sẻ về SEC, y như là một youtuber chuyên nghiệp gì đó Gary là một người mà Thuận cảm thấy rất là thích được nổi tiếng Tại vì ông là một trong những chủ tịch SEC mà Thuận từng biết rất là thích chấp nhận phỏng vấn các bạn Và thường xuyên xuất hiện trên đài, truyền hình Và mỗi lần mà có một chiến thắng gì đó, dù nhỏ cái mấy gì nữa Thì cũng muốn lên là truyền hình để mà biểu dương là ông làm việc tốt như thế nào nhưng mà có tốt hay không chúng ta sẽ nói tới thêm một lát nữa nhưng mà nói chung đó, thì nhiều người nghĩ là ok Gary Gensler nghe như là kiểu là ok tôi đã nói xong rồi giờ ai muốn làm gì thì làm giống như là sắp sửa cho Bitcoin Spot ETF thông qua miễn trừ trách nhiệm rồi sau đó sẽ cho thông qua nhưng mà chúng ta vẫn chưa có tin tức chính thức các bạn mọi người đều chờ đợi đến ngày thứ tư để biết thông tin chính thức nghĩa là còn hai ngày nữa mà thôi các bạn mới đây thôi chỉ còn hai ngày nữa mà chúng ta nghĩ lại trước đây chúng ta nói tới còn tới hai trăm mấy ngày mà biết kết quả bây giờ chỉ còn hai ngày nữa thôi và có một điều nữa cực kỳ thú vị các bạn nếu mà các bạn nhìn vào cái thuyết này của Gary Chancellor đó thì đã có 19 triệu lượt xem các bạn 19 triệu view chỉ trong vòng có 30 phút mà thôi nếu như mà Twitter chia sẻ doanh thu với lại Gary Chancellor thì ông chắc có đủ tiền để từ chức chủ tịch SEC rồi các bạn <laughs> ông cũng chịu khó cày ác lắm giống như là nhiều bạn nó dở mà thôi nhưng mà thật sự cái thuyết này nó rất là nhiều view các bạn hai mươi 4 triệu view trong thời gian 8 giờ cực kỳ nhiều người quan tâm đến những gì mà ca Cassio cần nói bây giờ và tôi nghĩ là ông cực kỳ hứng thú và một điều nữa được chỉ ra bởi dân biểu uh, Warren Davidson đây là người mà cực kỳ không thích Gary Gensler Các bạn dân biểu Warren Davidson Cùng với lại Tom Emmer Là hai người Mà họ đang thúc đẩy uh, Một cái dự luật Nếu như mà được thông qua Thì sẽ coi như là Sa thải Gary Gensler Thì uh, ông cũng đã chia sẻ Là hãy nhìn Vào những gì mà Gary Gensler đã làm Năm 2023 Các bạn cũng đã thấy Chỉ trong vòng Năm ngoái mà thôi Thì Gary Gensler Đã có Cực kỳ nhiều những cái sự kiện liên quan tới crypto trong khi crypto là một phần nhỏ của thị trường tài chính thì bây giờ mà thôi các bạn vốn hóa đó nói chung thì cực kỳ nhỏ khi mà so sánh với lại cả thị trường chứng khoán và Gary Gensler là chủ tịch của SEC ban quản lý chứng khoán ở Hoa Kỳ nhưng mà các bạn thấy cái sự hứng thú của ông và cái thời gian mà SEC dùng cho thị trường crypto đã cực kỳ nhiều sự quan tâm rất lớn trong một thị trường rất là nhỏ cho nên nhiều người thường đặt câu hỏi là có phải là có cái động lực chính trị gì đây hay là không hay là có phải là có một cái tư lợi gì đây hay là không tại vì các bạn nhìn thấy được là SEC kiện hết sang này tới sàn kia công ty này đến công ty nọ rồi nhiều lần phải lên trên quốc hội tại vì những gì mà SEC đã làm nhiều lần phải ra tòa và các bạn đã thấy là cực kỳ nhiều luôn trong nhiều một năm thôi chúng ta thấy được là tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 đều có những cái tin tức và không tính nửa năm còn lại các bạn. Nói chung đó thì Gary Chancellor nói là muốn bảo vệ những nhà đầu tư, nhưng mà những gì ông làm đó thì hầu như không có bảo vệ nhà đầu tư các bạn mà những gì ông làm hầu như là nó mang tính chất đàn áp thì được crypto này nhiều hơn. Đó là cái nhận định đến từ uh, Warren Davidson. Chúng ta hãy trở lại với lại Bitcoin Smart ETF đi. Hồi nãy Thuân có chia sẻ với các bạn là đáng lý đó mọi thứ đó coi như đã xong rồi. Chỉ chờ đợi SEC bật đèn xanh mà thôi. Nhưng mà về mặt văn bản đó thì uh, lại sẽ có thêm những văn bản cập nhật ngày mai các bạn. Tại vì sao vậy? Tại vì hôm nay có rất là nhiều những cái sự thay đổi liên quan đến uh, phí giao dịch. Cho nên SEC bây giờ đó đã gửi vài câu hỏi đến cho những quỹ ETF. Và hiện bây giờ đó thì lịch trình vẫn sẽ chờ đến thứ tư. Thuân vừa chia sẻ với các bạn. Chưa có gì thay đổi hết. Ngày mai đó thì khả năng chúng ta sẽ có một số những cái đơn cập nhật để mà trả lời một số câu hỏi đến từ SEC. Và chúng ta cũng có một cập nhật liên quan tới vấn đề này đến từ Fox Business News. Thì Eleanor Therese của Fox Business News đã nói là cô đã nói chuyện với lại ít nhất là hai người mà đã nhận được một số câu hỏi đến từ ACC chiều ngày hôm nay thì những người đó đều nói là không gì đáng lo ngại hết họ chỉ hỏi một số những câu hỏi cũng đơn giản và họ sẽ trả lời cho Scc biết cho nên tất cả đều hướng về ngày thứ tư chúng ta sẽ có quyết định chứ không có bất cứ một cái lo lắng về trì hoãn gì ngay thời điểm bây giờ và chúng ta cũng thấy là James Schaefer của Bloomberg cũng đã nói là nếu như mà Scc thật sự là muốn trì hoãn hay là cái gì đó thì họ cũng không cần phải phản bác nhanh gì đâu các bạn nên nhớ là hồi sáng này đó những văn bản cuối cùng đã được nộp và tới chiều thì đã có những câu hỏi đến từ SCC có nghĩa là họ rất quan tâm và họ cũng đang rất là gấp rút để mà giải quyết những cái đơn này chứ nếu không họ hay chờ đợi tới ngày mai rồi họ mới gửi thì nó sẽ tiếp tục trì hoãn rồi trì hoãn nữa nhưng mà họ đã rất nhanh chóng họ những câu hỏi có nghĩa là họ muốn rút ngắn thời gian chứ không phải là kéo dài đó là những gì chúng ta nhận được các bạn khi nào mà có thêm thông tin thường sẽ chia sẻ với các bạn và có một cái tấm hình rất là thú vị thà chúng ta từng chia sẻ với các bạn trên mạng xã hội đây là tấm hình được chia sẻ bởi Bloomberg đây là tấm hình chụp có thể là năm 2005 hay gì đó trong đó chúng ta thấy là có các nhân viên của công ty phát hành cái quỹ vàng etf các bạn tại vì lúc này đó vàng etf rất là mới nhiều người cũng không có lòng tin là có thật sự là có cái số lượng vàng để mà đảm bảo cho cái số lượng cổ phiếu ở trên thị trường hay là không thì công ty phát hành Spider Go họ đã đến cái kho vàng của họ và chụp tấm hình này các bạn đây là bốn nhân viên ngồi ở trên một đống vàng để chứng minh là họ có vàng thật thì khi mà có Bitcoin Smart ETF rồi đó tôi nghĩ là nhiều người cũng đặt cùng một câu hỏi là làm sao chúng ta biết BlackRock, về đâu đi vân vân họ có cái số lượng Bitcoin để mà đảm bảo cái số lượng cổ phiếu trên thị trường thì đương nhiên sẽ có những cái công ty kiểm toán là các bạn như là những công ty kiểm toán lớn thì họ sẽ là cái công ty thứ ba kiểm chứng là thật sự là có cái số lượng bị đó và chúng ta cũng hy vọng là những công ty này đã họ sẽ công bố cái địa chỉ ví của họ để cho bất cứ ai cũng có thể kiểm tra được các bạn nói chung đó thì sự thật là kiểm tra coi coi là họ có bao nhiêu Bitcoin đó nó đơn giản hiệu quả và an toàn hơn nhiều so với kiểm tra vàng khi mà nhìn vào tấm hình này đó thì mới nhìn, nhìn, chúng ta cũng thấy là cũng khá là thú vị các bạn có một đống vàng ở đây nhưng mà làm sao các bạn biết đây là vàng thật các bạn chẳng ai biết được hết và đây là bao nhiêu cái vàng các bạn có thể đếm tấm hình như thế này nhưng mà nó cũng không có chính xác hoàn toàn đâu cho nên trên trang bạn các bạn cũng chẳng bao giờ biết <laughs> là có bao nhiêu vàng trong tay của họ khi mà nhìn tấm hình này hết nhưng mà mọi người vẫn rất là bullish các bạn chúng ta cũng đang nhìn thấy là thị trường ngày hôm nay đã bullish như thế nào? rồi và đặc biệt đó chúng ta có watch Your guru các bạn đây là một cái Twitter cũng rất nổi tiếng thì đã chia sẻ là Jim Cramer nói Bitcoin đang tạo đỉnh các bạn đây là thứ mà chúng ta muốn nghe nhưng mà thường chưa tìm thấy bất cứ nguồn chính thức nào hết và đương nhiên đây là cái thông tin quan trọng nhất khi mà xác thực chia sẻ với các bạn tại vì ai cũng không biết là Jim Cramer đang nghĩ gì bây giờ <laughs> và thử chia sẻ một cái meme đây là cái meme đến từ World of Wall Street các bạn đã biết cái cảnh này là Thật nhớ là mới đầu vô phim thì Leonardo DiCaprio đã hỏi người này hãy thuyết phục tôi mua cây viết này. Người này trả lời là Jim Cramer đang rất bearish vì nó. <laughs> Nhưng mà thật sự là chúng ta cũng có một ngân hàng cực kỳ bullish về Bitcoin Spot ETF đó chính là ngân hàng Sana Charter và họ cũng đã làm một cái bài toán hay mặt trăng các bạn như <laughs> là một cái moon mat <laughs> thì các bạn thấy được là họ đã ước tính là sẽ có khoảng 50 tới 100 tỷ đô la đầu tư vào bitcoin spot ETF vào năm nay mở đường cho bitcoin đạt được tới 200.000 đô vào năm 2025 các bạn đó là ước tính đến từ ngân hàng đa quốc gia Standard Chartered. Wow, họ cực kỳ bullish luôn. Nhưng mà chúng ta cũng nên hiểu là hiện bây giờ là thị trường đang rất là nóng các bạn. Và chúng ta cũng có một cái sự chia sẻ thường cảm thấy rất thú vị đến từ một người trên Crypto Khoan có tên là Mark D. Thì cái sự chia sẻ này đó là chủ yếu dựa vào cái số lượng tài liệu on-chain cho những hodler họ đang nắm giữ và mức trung bình của họ là bao nhiêu để xem coi chúng ta có thể nhìn được gì. Thì dựa theo người này đó, nếu như mà Bitcoin kho tiếp tục tăng thì cây dùng có cái mức kháng cự mạnh đó là khoảng 48.500 đô. Tại vì sao? Tại vì người này nói là đây cái mức giá trung bình on chain cho những người mà hodler, họ đã thu mua từ 2 3 năm trước lúc đó giá trung bình của họ là khoảng 48.500 đô có nghĩa là khi mà giá trở về mức đó đó thì đó là cái nhóm người đầu tư ngắn hạn và dài hạn mà bây giờ vẫn đang lỗ đó các bạn tại vì những người đầu tư ngắn hạn thì bây giờ đang có lời những người đầu tư dài hạn nghĩa là cách đây 3 bốn năm thì vẫn đang có lời chỉ những người đầu tư trong phạm vi từ 2 tới ba năm mà không trung bình giá đó thì những người đó bây giờ vẫn còn đang lỗ cho nên khi mà cả thế về cái mức 48.500 đô thì đây là cái số lượng người họ có thể là xả hàng các bạn tại vì họ đã coi như hoài vốn cái này là ước tính mà thôi chúng ta không biết được là họ có bán hay là không khi mà lên tới 45.500 đô nhưng mà đây là cái mức mà dựa theo on chain chúng ta cần phải lưu ý đến còn trong trường hợp mà bitcoin giảm tại vì nhiều người chốt lời đó thì như thế nào thì người này nói là cái mức 34.000 và 30.000 đô là hai cái mức mà có thể là được hỗ trợ bởi rất nhiều hodler tại vì chúng ta nhìn vào những người mà hodl từ 1 tuần cho đến 3 tháng hay là từ 18 tháng cho đến 2 năm thì ở mức là khoảng 34.000 đô và những người mà ho đồ từ mức là 3 cho đến 12 tháng thì cái mức trung bình họ thu mua là khoảng 30.000 đô cho nên khi mà giá xuống như mức này đó thì có khả năng họ sẽ buy the dip các bạn như là họ sẽ mua ở những mức này để tiếp tục trung bình giá thêm. Đây là một cái sự chia sẻ về crypto khoa mà thôi tại vì hôm nay chúng ta có rất nhiều những tin tức bolus thì muốn chia sẻ cái này để các bạn cân bằng lại một chút <laughs> chứ bạn có thấy được là bây giờ sự thật là nhìn vào tài liệu on chain của Classnode đó chúng ta thấy ngày hôm nay thì cái phần trăm có lời đã lên tới 92.27 rồi các bạn đây là phần trăm cao nhất chúng ta đã thấy trong một thời gian dài và chúng ta đang tiến rất là gần tới cái vùng màu đỏ bên trên này nghĩa là hơn 95% mình sẽ có lời hiện bây giờ thị trường đang rất nóng các bạn rất nhiều người đang có lời hiện tại đó là sự thật cho nên thuận muốn các bạn phải lưu ý và có một điều thuận cũng thể suy nghĩ các bạn giả sử như là chúng ta có bitcoin smart etf thành công như là mong đợi và nó sẽ thu hút hàng trăm tỷ đô la đổ vào và từ từ trở thành một thị trường cực lớn và các bạn cũng nên hiểu là chúng ta nói riêng về volume futures thì gần đây các bạn đã thấy là trên cme cái volume futures còn cao hơn cả sàn Binance và các bạn nên biết là sàn CME là một sàn mà chỉ dành cho những tổ chức đầu tư mà thôi các bạn phải nghĩ đi Bitcoin Spot ETF đó không phải là chỉ một cái quỹ duy nhất mà sẽ có rất là nhiều quỹ Spot ETF và nó có thể tiếp cận được với rất là nhiều nhà đầu tư không chỉ riêng những tổ chức thì cái volume nó sẽ cao như thế nào thì một ngày đâu đó giả như là một số lượng lớn volume là giao dịch bằng Spot ETF thì các dữ liệu on-chain có còn hữu dụng hay là không các bạn tôi nghĩ là cũng còn một phần nào mà thôi nhưng mà chắc chắn cái hiệu ứng của nó Sẽ giảm đi theo thời gian Tại vì các bạn đã thấy được là nó phức tạp hơn khi xưa rất là nhiều Các bạn cũng nên nhớ là cái chỉ số Phần trăm có lời bao nhiêu đó chúng ta đã theo dõi Biết bao nhiêu năm qua các bạn Và nó cũng rất là đơn giản Thường thì thích theo dõi những cái gì đơn giản Mà thôi các bạn đã thấy được là cái chỉ số này tôi đã từng chia sẻ với các bạn vào ngày 6 tháng 9 của năm 2022 Khi mà nó Đi xuống dưới cái mức là 50% các bạn Chúng ta đã biết là có hai dùng chúng ta quan tâm Đó chính là cái dùng màu đỏ bên trên này Nghĩa là hơn 95% có lời Và cái dùng màu xanh bên dưới này Nghĩa là dưới 50% có lời Bên trên này Nghĩa là khả năng chúng ta sẽ có nhiều chút chốt lời Bên dưới này Thì khả năng là mọi người đã đầu hàng rồi các bạn Là cái thời điểm tốt nên là Tích lũy dài hạn Và chúng ta cũng đã thấy Cái đó đã xảy ra vào ngày 6 tháng 9 Đó là cái lần đầu tiên từ năm 2020 chúng ta thấy hiện tượng đó các bạn thấy được nhìn lại đó có thể đây là những thời điểm đơn giản sau này mọi thứ sẽ phức tạp hơn và các bạn cứ nghĩ đi chỉ nghĩ đến là khi mà có Bitcoin Spot ETF rồi đó thì giá lên hay xuống bây giờ thị trường cũng không có đồng bộ các bạn có người nghĩ là giá sẽ tăng có người nghĩ là giá sẽ giảm khi mà có thông tin chính thức là được thông qua còn ngược lại khi mà thông tin bị từ chối tự nhiên nhiều người sẽ nghĩ là giá sẽ giảm xuống nhưng mà các bạn đã thấy là bây giờ mọi thứ nó phức tạp hơn và sự thật đó thuận không có muốn chú tâm quá nhiều về thời gian ngắn hạn. Thông điệp của Thuận thì vẫn là như vậy các bạn. Khi mà Bitcoin Spot ETF được thông qua đây là cái thông tin cực kỳ cực kỳ tốt dài hạn trên Bitcoin. Thuận biết là bây giờ vẫn có nhiều người đặt câu hỏi là cái này thực sự là tốt hay là không tốt cho Bitcoin. Thuận thì nói với các bạn là dài hạn đây là điều cực kỳ tốt đối với giá của Bitcoin. Và chúng ta thấy có một cái sự chia sẻ đến từ Kalen Cook thì đây là một người mà chuyên về ETF các bạn, cô là một người mà bán rất nhiều. ETF cho nhiều công ty khác nhau. Thì nếu như nói một người mà hiểu về ETF, Thì nghĩ là khi lên là một người mà cực kỳ hiểu thì cô nghĩ gì về Bitcoin Spot ETF? Thì uh, cô đã chia ra làm 3 phần các bạn. Thứ nhất, chúng ta hãy nói tới là cái phần nhanh nhất đi. Khi mà có Bitcoin Spot ETF thông qua thì thời gian ngắn hạn chúng ta thật sự không thể nào biết được giá sẽ ra sao. Tại vì sao các bạn? Tại vì những công ty như là BlackRock như là Fidelity, như là Ark Invest họ có thể đã có sẵn cái số lượng người mà đã cam kết là mua quỹ Bitcoin Smart ETF của họ nhưng mà họ sẽ không bao giờ công bố chính thức được các bạn. Tại vì sao? Tại vì đây là một cái chiến lược của họ. Đây là một sự cạnh tranh những công ty. Làm sao mà họ công bố ở công ty ABC hay là người này người kia đã cam kết mua bao nhiêu tại vì làm như vậy thì chẳng khác gì là cho những công ty còn lại biết. Rồi họ sẽ đi tìm người đó và thuyết phục người đó đi mua quỹ của họ cho nên mọi người bây giờ vẫn đang giấu cái lá bài thật của mình là có bao nhiêu nhu cầu chúng ta không biết nhu cầu đó là bao nhiêu nhưng mà khi bắt đầu đó thì nhu cầu đó mới bắt đầu lộ ra và chúng ta cũng sẽ có nhu cầu bán đến từ quỹ Rayscale Bitcoin Trust. Có nghĩa là nhiều người họ lưu trữ GBTC chờ đợi để có Bitcoin Spot ETF để mà bán. Thì chúng ta sẽ có cả hai cái lực mua và bán. Mua nhiều hay là bán nhiều chúng ta lúc đó mới biết được. Cho nên rất là khó biết tại vì bây giờ mọi người vẫn đang giấu giếm hiện tại các bạn và cái lực bán của GBTC là bao nhiêu chúng ta cũng không có biết. Đó là thời gian ngắn hạn. Nó có lên thể xuống không ai biết được. Nhưng mà trung hạn thì sao? trung hạn đó thì sẽ cần một số thời gian các bạn có thể là vài tháng tại vì cái mà chúng ta nói đến đó chính là những cái công ty đầu tư những cái nhân viên tư vấn đầu tư của họ sẽ bắt đầu thuyết phục một số những cái người khách hàng của họ đầu tư một phần vào Bitcoin nhưng mà cái này cần thời gian các bạn thứ nhất là công ty họ cần phải sẵn sàng những cái như là họ phải train nhân viên của họ rồi những nhân viên này ra phải gọi điện thoại hay là gặp trực tiếp khách hàng của họ để mà thuyết phục có thể là một số người bắt đầu đầu tư khoảng chừng là 2% cái tài sản của họ giờ Bitcoin mà thôi rồi từ từ nó mới tăng lên. Cái này là một cái trung hạn nó sẽ tốn vài tháng tới cả năm nữa các bạn thì từ từ tiền nó mới thấm vào trong thị trường này, tiền nó mới từ từ đổ vào. Nhưng mà dài hạn cái này mới là quan trọng tại vì dài hạn đó có nghĩa là chúng ta tính theo năm thì đây là một cánh cửa cực kỳ lớn các bạn cái số tiền mà chúng ta tính tới là hàng trăm tỷ đô la đó không phải đã đến từ những nhà đầu tư riêng lẻ như là thông minh các bạn bây giờ đã có bitcoin Spot etf chúng ta sẽ mua cái đó là một phần mà thôi cũng không phải đến từ những cái tổ chức đầu tư hay nhân viên đầu tư họ nói với khách hàng của họ là bây giờ hãy thử đa dạng hóa một phần trăm hai phần trăm về bitcoin đó là một phần mà thôi các bạn nhưng mà cái phần lớn nhất đó chính là cái sự điều chỉnh của những quỹ đầu tư các bạn tại vì chúng ta biết là trên thị trường có rất nhiều quỹ đầu tư và những quỹ đầu tư đó là họ đi theo một chiến lược. Có rất nhiều người họ đầu tư vào vàng, họ đầu tư vào công ty Apple, Google, họ cũng không biết luôn tại vì họ chỉ mua một cái quỹ đầu tư mà thôi và trong đó họ nói là tôi đầu tư nhưng mà tôi thích uh, những công ty công nghệ, tôi đầu tư nhưng mà tôi thích chấp nhận rủi ro cao, rủi ro trung bình, rủi ro thấp thì dựa theo cái sự chấp nhận rủi ro đó là bao nhiêu, cái quỹ đó nó sẽ có chiến lược đầu tư khác nhau thì nó có thể đầu tư vào những thứ như là bitcoin spot etf mà người ta hoàn toàn không có biết luôn các bạn giống như là các bạn sẽ có một cái quỹ giống như là các bạn đầu tư vào quỹ fidelity tăng trưởng thế hệ mới thì các bạn đầu tư cái quỹ đó các bạn chỉ nghĩ đây là một cái quỹ mà nó có sự tăng trưởng nhanh tại vì nó chuyên về những công ty công nghệ nhưng mà trong quỹ đó có thể có nhiều công ty mà các bạn không biết đến được đầu tư bởi một cái quỹ đó hay là sẽ có Bitcoin Spot ETF cũng trong đó luôn các bạn. thì đó là cái số lượng tiền lớn hơn, tại vì là cái thị trường lớn hơn các bạn, cho nên nhiều người sau này có thể là họ đang đầu tư vào Bitcoin Spot ETF mà họ cũng không biết, nhưng mà tiền nằm trong những quỹ Bitcoin Spot ETF này ngày càng nhiều hơn các bạn và đó là cái mà chúng ta chờ đợi. Cho nên nếu như nói là cái sự ảnh hưởng của Bitcoin Spot ETF dài hạn là tốt hay xấu thì về mặt giá cả chắc chắn là tốt các bạn đó là cái lòng tin của Thuần Thuận muốn cho các bạn có một cách nhìn nó xa hơn chúng ta quan tâm đến thời gian ngắn hạn tại vì nó sôi động hơn các bạn nhưng mà dài hạn đó mới là cái mà thường quan tâm nhiều nhất và các bạn cũng đừng quên chúng ta đang có 3 năm sailor một năm Peter thì hiện bây giờ chúng ta vẫn là năm thứ nhì như là sailor các bạn năm thứ ba cũng là sailor tới năm thứ tư chúng ta mới gặp Peter một lần nữa <laughs> <laughs> Hẹn Peter ship hai năm nữa chúng ta mới gặp lại. Nhưng mới nào mà hiểu chữ kỳ 4 năm thì sẽ hiểu thường đang nói gì. Và có một số người cũng đang quan tâm đến MicroStrategy khi mà có Bitcoin Spot ETF rồi đó thì còn ai thu mua MicroStrategy hay là không thì chúng ta đã thấy được là Mark Holly cũng đã chia sẻ cũng tương tự như là chúng ta đã từng nghe sự chia sẻ đến từ Michael Saylor câu trả lời là đương nhiên rồi và thậm chí cái nhu cầu mua MicroStrategy thì vẫn sẽ như vậy hoặc là thậm chí cao hơn sau này tại vì chúng ta nên biết lưu trữ Bitcoin Spot ETF thì phải trả phí như bạn vừa thấy là cái phí là 0.39% 0.25% cái phí đó tôi tuy là thấp nhưng mà cái phí đó là hàng năm, hàng năm và hàng năm và hàng năm và mãi mãi. Thêm vào đó nữa, quỹ Bitcoin Spot ETF sẽ mãi mãi là Bitcoin Spot ETF. Trong khi MicroStrategy họ vẫn có thu nhập từ đầu tư, họ có thể vay mượn thêm, họ có thể có nhiều chiến lược khác nhau để mà tích lũy thêm Bitcoin để tạo ra thêm cái lợi nhuận cho cổ đông của họ. Cho nên MicroStrategy vẫn sẽ là một cái cổ phiếu mà sẽ được nhiều người quan tâm đến sau này. Đó cũng là cái lòng tin của thuần các bạn. Chúng ta còn một số những tin tức khác nữa tôi muốn chia sẻ thì chúng ta có một cái công ty có tên là Mercari đây là công ty ở Nhật Bản các bạn đây là nền tảng chợ trực tuyến của Nhật Bản với hơn 22 triệu người dùng hoạt động hàng tháng và họ đã lên kế hoạch cho phép người dùng mua sản phẩm bằng Bitcoin vào tháng 6 của năm nay và các khoản thanh toán đó mà dùng Bitcoin sẽ được xử lý thông qua công ty con có trụ sở tại là Melcoin. Mặc dù là giá trên Mercury vẫn sẽ được hiển thị bằng đồng yên Nhật Bản, nhưng mà người dùng á, sẽ dùng ứng dụng để có thể thực hiện thanh toán bằng Bitcoin. Thì cái này nó tương tự như là chúng ta thấy nhiều công ty sử dụng những công ty như BitPay thì cái giá vẫn là cái giá tính bằng đồng yên. thì người dùng sẽ thanh toán bằng Bitcoin, công ty con Melcoin này sẽ là công ty đứng trung gian để mà chuyển Bitcoin đó thành đồng yên và gửi cho công ty mẹ là Mercury. Sự khác biệt là công ty BitPay là công ty trung gian hoàn toàn độc lập. Cái này là một công ty trung gian nhưng mà thuộc quyền sở hữu của công ty mẹ, có nghĩa là cái số Bitcoin này đó cuối cùng sẽ đi về đầu thường không ai biết có phải là họ sẽ lưu trữ số lượng bitcoin này nhưng mà sẽ lưu trữ ở công ty con là mèo con hay không cái này thông vẫn chưa rõ hiện tại nhưng mà đây cũng là tin tức cũng rất là bolus các bạn và chúng ta cũng sẽ nhìn sơ qua thông tin liên quan đến thị trường tài chính ở hoa kỳ chúng ta thấy được là sau nhiều ngày bị du dập thì chúng ta đã thấy là cuối cùng đã có một màu xanh xuất hiện cho chứng khoán hoa kỳ các bạn và hôm nay cũng rất là xanh chúng ta nhìn thấy được là nasdaq đã tăng trở lại 2.2% phần S&P 500 đã tăng 1.41% và Dow Jones sẽ tăng 0.58% các bạn. Pre-market thì bây giờ đang đỏ một chút xuống khoảng chừng là hơn 0.1%. Hợp đồng của dầu đó thì xuống các bạn ở mức là 70.84 đô cho một thùng dầu. Thì nói chung cái này nó cũng ở mức thấp, chúng ta cũng đã biết cả năm qua rồi, từ 70 tới 80, chúng ta đang ở mức là 70 đô. Còn về hợp đồng vàng thì sao? Cộng đồng vàng thì cũng không thay đổi nhiều các bạn xuống một chút ở mức là 2.038 đô cho một ounce vàng. Về tin tức đó, thì chúng ta cũng đã có sự phát biểu ngày hôm nay đến từ một trong những người cực kỳ ủng hộ chính sách siết chặt về tiền tệ các bạn đó chính là thống đốc của Fed Michelle Bowman thì hôm nay đó bà cũng đã hạ giọng xuống một chút tại vì thường bà rất là hot các bạn thì bà đã nói là việc tăng lãi suất có khả năng đã kết thúc rồi nhưng mà bà vẫn chưa sẵn sàng bắt đầu thảo luận về việc cắt giảm lãi suất. À, các bạn cũng đã biết là đây là cái sự chia sẻ đến từ bà mà thôi chứ còn phần lớn mọi người đều có kỳ vọng là sẽ có giảm lãi suất năm nay không biết là bắt đầu từ tháng 3 hay tháng 6 các bạn chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi nhưng mà năm nay khả năng chúng ta sẽ có sự giảm lãi suất khoảng chừng là 3 lần đó là cái ước tính đến từ Fed hiện tại nhưng mà cái thông tin lớn mà chúng ta chờ đợi đó chính là vào ngày thứ năm của tuần này đó chính là cái ngày sẽ có chỉ số phần trăm lạm phát CPI được công bố dựa theo những cái thông tin chúng nhận được liên quan tới hợp đồng của dầu đó thì nó không có tăng các bạn không biết tại sao ước tính CPI lại tăng chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ vào ngày thứ năm của tuần này và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus thì thì giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance, Alinex và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.